Anh đại Ford Territory tại thị trường Việt Nam có thêm phiên bản Sport mới, giá từ 909 triệu đồng. Ford Territory Sport sẽ chính thức được bàn giao tới tay khách hàng từ ngày 24 tháng 9 năm 2024. Ngày 4 tháng 9 năm 2024, hãng Ford đã chính thức bổ sung phiên bản mới mang tên Sport cho dòng xe Territory tại Việt Nam. Giá xe Ford Territory Sport tại Việt Nam khởi điểm từ 909 triệu đồng. Như vậy, dòng xe Ford Territory hiện có tổng cộng 4 phiên bản bao gồm Chen, Titanium, Sport và Titanium X. Nhờ phiên bản mới, mẫu xe này sẽ cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng Việt. So với ba phiên bản còn lại, Ford Territory Sport có một số điểm khác biệt về mặt thiết kế. Theo đó, xe sở hữu hàng loạt chi tiết được sơn đen như lưới tản nhiệt, viền đèn sương mù, ốp viền đèn pha, ốp gương chiếu hậu, thanh giá nóc, vành hợp kim 18 in và logo Territory Sport màu đen trên cửa cốp. Cách phối màu này mang đến ngoại hình khỏe khoắn và thể thao hơn cho Ford Territory Sport. Tương tự các phiên bản khác, Fort Territory Sport cũng được áp dụng triết lý thiết kế sức mạnh của dòng chảy năng lượng không ngừng. Phần đầu xe kết hợp giữa lưới tản nhiệt và dài đèn LED ban ngày chạy ngang suốt chiều rộng. Bên cạnh đó là những đường gân dập nổi, kết hợp viền cửa sổ đen và nẹp thể thao phía dưới ở bên sườn, cùng khu vực đuôi xe bể thế. Bên trong xe, Fort Territory Sport được trang bị nội thất với tông màu đen chủ đạo. Trong đó, ghế và khu vực điều khiển trung tâm được tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp giữa hai tông màu trắng cam và họa tiết vân carbon. Chưa hết, Fort Territory Sport còn sở hữu các đường chỉ theo và chi tiết trang trí màu cam tràn ngập trong khoang nội thất, từ ghế ngồi, vô lăng, bệ tỉ tay phía trước tới cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Những trang bị còn lại của Fort Territory Sport không có gì khác biệt so với ba phiên bản khác, như màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 in, hỗ trợ kết nối Apple CARPLI -E trên Android Auto không dây cần số điện tử dạng núm xoay, chìa khóa thông minh, điều hòa hai vùng có chức năng lọc bụi mịn, cửa gió cho hàng ghế phía sau, tính năng làm mát ghế, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc không dây. Xe cũng được trang bị hơn 20 hộp đựng đồ, kết hợp với cốp sau có sức chứa 448 lít. Nếu hàng ghế sau gập xuống, thể tích khoang hành lý được mở rộng lên 1422 lít. Bên cạnh đó là cửa hậu đóng trên mở điện, cho phép người sử dụng mở khoang hành lý chỉ bằng một nút bấm. Trang bị an toàn của Ford Territory Store khá đầy đủ với gói công nghệ hỗ trợ người lái Copilot 360. Gói này bao gồm 20 tính năng an toàn như đỗ xe tự động, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi, hệ thống cảnh báo va chạm kết hợp với phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa, hệ thống cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, hệ thống cân bằng điện tử. Nằm bên dưới nắp capo của Fort Sport là động cơ xăng EcoBoost 4 xi lanh. Dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô men xoắn cực đại 248 Nm tại dải vòng tua 1.500-3.500 vòng trên phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp. Ford Territory Sport sẽ được phân phối với 3 tùy chọn màu sắc là trắng, đen và đỏ. Xe sẽ chính thức được bàn giao tới tay khách hàng từ ngày 24 tháng 9 năm 2024. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.